Tết đến xuân về, nhà nhà không thể thiếu được những cái mẫu khay mứt gỗ. Và ngày hôm nay thì xưởng đồ gỗ muốn đem lên để tri ân đến các bác một mẫu khay mứt gỗ hương đang rất là hot trên thị trường hiện nay. Mẫu khay mứt này là mẫu khay mứt phúc lộc thọ chạm cá chép ở trên viên, và ở xung quanh là hoa văn rất là đẹp và gỗ được chọn lọc. Chính vì thế mà những đường vân đem lại của gỗ hương Nam Phi rất là tuyệt vời. Và khi mà em mở ra để các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng thì ở bên trong bao gồm có 7 ngăn nhỏ để các bác chúng ta có thể lựa chọn để bánh kẹo, mứt Tết và rất rất nhiều những cái món đồ Tết ở trong này các bác nhé. Rất là tiện lợi phải không ạ? Đằng sau đây thì được làm rất là dày dặn, những cái nếp gỗ rất là dày. Và đặc biệt là khi mà các bác chúng ta đặt hàng qua video này thì sẽ được tri ân với một mức giá rất là tốt, đó chính là 700.000, xeo xuống còn 400 và miễn phí ship toàn quốc. Các bác đặt hàng thì hãy để lại số điện thoại ở dưới mỗi video các bác nhé, hoặc là có thể liên lạc với em qua số hotline của cửa hàng 0346059999 hoặc 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và rất là mong là những bác nào chúng ta đặt hàng thì chúng ta có thể được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền các bác nhé. Và bên em thì sẽ ship hàng toàn quốc, nên là các bác chốt thì hãy để lại số lượng ở dưới mỗi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.